Xin kính chào tất cả quý anh em và các bạn đã đến với DH Audio. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái đoạn video ngắn này để chia sẻ cho chúng ta cách lựa chọn mạch và lựa chọn loa, những cái dòng nào mà chạy cho loại 1 bát, còn những cái dòng nào chạy cho 2 bát mà nó công suất nó phù hợp từng loại. Thì trước khi vào chương trình thì mời tất cả quý anh em và các bạn chúng ta bấm nút đăng ký kênh để theo dõi các cái chương trình tiếp theo. Quý anh em đều thấy là ở trên màn hình thì tôi có để ba cái dòng mẫu của mạch loa kéo khác nhau. Thì ta sẽ đi theo từng loại khác nhau. Có những dòng nhìn ở phía ngoài nó giống nhau, kể cả phía trong nó giống nhau nhưng mà công suất nó khác nhau anh em nhé. Đây là một cái mẫu lớn nhất thì tôi sẽ để ở phía sau. Ok, thì ta sẽ đến cái phần mẫu đầu tiên. Những cái mẫu này thì là những cái mạch tất cả đều bây giờ nó có revert. Những cái mẫu như thế này thì chúng ta cũng khá là quen thuộc rồi. Thì đối với những mạch này, cái công suất của nó trung bình định mức cho những cái mẫu này này là nó là từ 200 cho đến 250W maximum. Nó chỉ có dao động đến như vậy thôi, anh em lưu ý cho. Một số các cái loại loa kéo người ta bán ở ngoài thị trường thì người ta sử dụng cái mạch này để nối cho 2 bát. Nhưng thực tế thì đối với những mẫu này chạy cho 2 bát thì nó không bao giờ khỏe đâu. Chẳng qua là người ta đóng thành hai cái bát như vậy là dễ bán. Cái ưu điểm lắp cái mạch này và khi lắp hai cái bát vào nó to hay gọi là loa kéo nằm đấy, thì cái giá thành nó rẻ, người ta sẽ lắp những cái loại loa bát nó vừa tiền, giá thành nó rẻ. Cho nên là khi những anh em mà khi mua ấy, thì thấy vào cái thùng nó đẹp to người ta thích thì chỉ có như vậy thôi, nhưng thực tế công suất không bao giờ đáp ứng được. Nó phù hợp nhất là chạy cho một bát anh em nhé. Còn những mẫu mà chạy 2 bát thực tế là chẳng qua ta lạm dụng mà tận dụng nó thôi. Bởi vì công suất của nó chỉ có dao động maximum của nó đến 250W trở lại thôi. Thì như vậy mà chúng ta khi chạy 2 bát thì kiểu gì cái công suất của loa bao nhiêu cũng rất là lớn hơn nhiều. Cho nên thì chúng ta không thể khai thác được tối đa cho loa khi sử dụng những mẫu như thế này. Anh em nào mà quan tâm giá thì có thể inbox vào Zalo. Kích thước của những con này đều là 19-38, con này cũng vậy 19-38 nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái mẫu này. Mẫu này thì nó cũng giống mẫu kia, nhưng mà con này công suất lại lớn hơn. Công suất lớn hơn và giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Đấy. Thì thường thường người ta mua mẫu này thì nó, tôi chỉ nói đọc ở vị trí chung là dưới 2 triệu. Thì con này công suất của nó là maximum của nó là 350W. Công suất trung bình của nó là 300W. Con này có thể chạy được 2 bát. Con này có thể chạy cho 2 bát 40, 2 bát 50, có thể là côn 65 trở lại thôi anh em nhé. Côn số 5 trở lại thôi, chúng ta không nên chạy côn 75 đâu. Tất nhiên là với mức công suất như vậy mà đòi cho nó khỏe, căng thì vẫn chưa đạt được. Căng thì chưa đạt được nhưng mà nó khỏe mà nó có thể lắp được 2 bát. Còn những cái con kia thì nó chạy cho 1 bát là phù hợp nhất. Con này có thể là chạy cho 2 bát, chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng loa côn số 5 trở lại và chúng ta có thể đấu song song cho nó trở kháng của nó thấp xuống. Vì trở kháng càng thấp thì công suất nó sẽ càng lớn lên. Ok, thì đây là cách là lựa chọn làm sao mà nó phù hợp hơn một chút với những anh em mà điều kiện mà chưa mạnh, chưa đủ thì cái con này là lựa chọn là thích hợp nhất. Cái hình thức này nó nhiều dạng nhé anh em nhé. Đây là cái dạng tôi chỉ để mua và giới thiệu lên như vậy thôi, chứ thực tế là sản xuất rất là nhiều nhiều loại. Tại đây là một cái mẫu công suất lớn nhất, lớn thì chưa lớn nhất, một dạng như thế này nhưng mà công suất của nó có thể lên tới 700W, 700W đến 750 đến 800W. Còn cái mẫu này là mẫu của nó là 550 cho đến 600W. Đây là mẫu này 550 đến 600W. Thì cái mẫu này thì nó là phiên bản chạy đúng chuẩn cho 2 bát côn 75. Con này là chạy cho 2 bát côn 75. Thì những anh em nào mà muốn chạy đúng mà công suất nó ổn định mà chạy nó khỏe thì con này là một cái lựa chọn nó sẽ là phù hợp nhất. Tuy nhiên thước nó lớn, nó 38 nhân 34, nhưng ngược lại thì được thiết kế bằng inox. Với con này thì nó sẽ bằng gấp đôi tất cả những hai cái con kia lại, cộng lại thì bằng một con này. Thì anh em là lưu ý cho. Cho nên là tại sao cái con này nó giá thành nó sẽ cao hầu như là gấp đôi những cái hai con kia. Vì cái bản thiết kế này nó còn ngoài ra phần chi phí cho tất cả những cái mặt nạ, rồi các cái phụ kiện
cho nên nó sẽ cao hơn một ít nữa, nhưng mà giá cũng rất là phù hợp thôi. Thì đây là một con mà có thể đúng chuẩn chạy cho được 2 bát cô 75. Nhưng anh em nào mà muốn nó căng chạy và phù hợp nhất mà công suất nó khỏe thì đây là một cái lựa chọn. Những anh em nào lấy con này về tự đóng thùng nhé, đóng thùng thì nó đóng thôi, tự dễ thôi, có thể chạy 2 bát 40, 2 bát 50. Nhưng mà con này thì vì cái kích thước nó lớn nên ta có thể lắp được 2 cái lò chét hai bên chỗ này, hai lò chét hai bên thế này, là thành là con này thì có thể chạy 4 chét và 2 bát, 4 lò chét và 2 bát thì con này chạy tuyệt vời luôn. Có thể lắp chống hú tùy, bởi vì đây là có thiết lỗ để chúng ta có thể lắp chống hú các loại vào. Nhưng mà mạch này thì ok lắm. Thì đây là cái con mà nó gọi là khỏe nhất trong tất cả các mạch lo kéo. Nhưng mà ngược lại thì chi phí để lắp hoàn thiện con này nó cũng sẽ kéo theo là cao. Anh em có thể thi đấu mà nếu mà lắp bình nhất quy thì chúng ta phải chạy tới 2 bình nhất quy, và có thể lựa chọn loại bình 20A. Hai bình giống nhau là hai bình, mỗi bình 20A đến 30A cũng được, nhưng anh em nào có điều kiện thì có thể mua bình 30A. Và tại đây nó có một cái quạt này, đặc biệt là cái mạch này này, bây giờ cái mẫu này nó có quạt làm mát luôn. Cho nên chúng ta đấu lắp kín vào thì cái quạt này sẽ thổi ra làm mát hết, không lo nó nóng nữa. Còn những các cái mạch này thì anh em tự thiết kế nhé. Còn những cái mạch này thì ok. Về cái cơ bản thì những anh em nào mà muốn chạy 2 bát mà giá thành nó vừa thì con này là vừa nhất. Còn những cái loại con này thì nó giá thành nó sẽ cao hơn. Thì tất cả chia sẻ cho anh em hiểu như vậy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.